Nguyễn Bình Khiêm, mô 491 thì nguồn năm tên Húy là Văn Đạt, sinh ra dưới thời vua Lê Thánh Tông, thời kỳ thịnh trị nhất của nhà Lê Sơ. Ông hiệu là Bạch Vân cư sĩ, biệt hiệu Tuyết Giang phu tử, người làng Trung Am huyện Vĩnh Lại, phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương, nay thuộc huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng. Cha Nguyễn Bình Khiêm là Nguyễn Văn Định, nổi tiếng học giỏi, mẹ là bà Nhữ Thị Thục con gái út của quan tiến sĩ thương thư bộ hội Nhữ Văn Lan triều vua Lê Thánh Tông, người học rộng, giỏi tướng số, từ nhỏ Nguyễn Bình Khiêm đã được giáo dục cẩn thận, rèn luyện cả về thể lực và trí lực, nên rất khỏe, thông minh khác thường. Chưa đến một tuổi, đã nói sõi. Lên bốn tuổi, ông đã được mẹ dạy sách, kinh, thơ nôm. Hầu hết sự nghiệp của ông đều ghi nhận ảnh hưởng lớn từ bên họ ngoại trong việc hình thành nhân cách, tài năng. Trạng trình còn nổi tiếng với khả năng tiên tri, người đời còn lưu lại rất nhiều tiên đoán của ông và gọi là sấm trạng trình ông còn là một trong những người đầu tiên trong lịch sử nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn chủ quyền Biển Đông. Năm 1585, -85, Nguyễn Bình Khiêm lâm bệnh nặng. Khi ông qua đời, nhà vua đã cử phụ chính đại thần về uy tế, dựng đền thờ và tự tay nhà vua viết biên đề. Cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân Nguyễn Bình Khiêm. Đỗ Trạng Nguyên ở tuổi 44. Sống trong thời đại có nhiều biến cố, ông không vội tham gia khoa cử. Mãi đến năm 1535, dưới thời Mạc Thái Tông thịnh trị nhất triều, Mạc, ông mới ứng thi và đỗ trạng nguyên. Nguyễn Bình Khiêm được bổ nhiệm làm đông các hiệu thử, rồi lần lượt giữ các chức tả thị lang bộ hình, tả thị lang bộ, lại kiêm đông các đại học sĩ. Khi Mạc Hiển Tông lên ngôi vua, ông đã dâng sớ trị tội 18 lộng thần, nhưng vua không chấp nhận. Năm mừng năm giảm bốn hai, Nguyễn Bình Khiêm từ bỏ chức quan, lui về quê dạy học. Hai năm sau, vua Mạc lại mời ông ra làm quan, phong tước trình nguyên hầu, thăng chức thượng thư bộ lại pháp phó, tước trình quốc công. Vì thế, người đời thường gọi ông là Trạng Trinh. Trong gần 20 năm, từ 53 đến 72 tuổi, Nguyễn Bình Khiêm không ra ở Hàn Kinh Sư, nhưng vẫn đảm nhiệm nhiều việc triều chính. Lúc thì bàn quốc sự, lúc thì theo vua dẹp loạn, nên được vua Mạc Thái Tông xem là quân sư. Sách lịch triều hiến trương loại chí viết. Vua Mạc Tôn như bậc thầy, khi trong nước có việc quan trọng, vẫn sai sứ đến hỏi ông. Có lúc còn triệu ông về kinh để hỏi mưu lớn. Ông học rộng, hiểu sâu nghĩa lý kinh dịch, mưa nắng, họa, phúc việc gì cũng biết trước. Nguyễn Bình Khiêm còn có nhiều môn đệ tiếng tăm lẫy lừng như Nguyễn Dữ, Thượng Thư Bộ Lễ Lương Hữu Khánh, Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, Quốc Công Nguyễn Quyện, Thượng Thư Bộ Hộ Trạng Nguyên Giáp Hải, Tiến sĩ Trương Thời Cử, Tiến sĩ Đinh Thời Trung, Hàng Giang Phu Tử Nguyễn Văn Chính, những người này có sở học đạt đến trình độ uyên bác và đều là danh thần trong thời Trung Hưng. Nguyễn Bình Khiêm còn có bút hiệu là Bạch Vân Cư Sĩ, được các môn đồ tôn danh là Tuyết Giang Phu Tử, là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong lịch sử thế kỷ Viên Anh, sấm trạng trình. Sau này, Đạo Cao Đài đã phong thánh cho Nguyễn Bình Khiêm và suy tôn là Thanh Sơn Đạo Sĩ, người đời xem cụ là nhà tiên tri số một trong lịch sử Việt để lại nhiều câu sấm ký nên được gọi chung lắm, trạng trình. Nguyễn Bình Khiêm là người đầu tiên trong lịch sử nhắc đến hai chữ Việt Nam thông qua câu sấm Việt Nam khởi tổ gây nên. Tên trước lúc trạng trình tiên tri là Đại Việt, 300 năm sau đổi thành Nam Việt và sau đó là Việt Nam. Nguyễn Bình Khiêm để lại cho hậu thế 478 câu sấm có tuổi đời trên 500 năm. Lạ kỳ thay đã có không ít sự kiện lịch sử Việt Nam và thế giới đã xảy ra trong suốt hơn 500 năm qua, có không ít điều ứng với các cầu ghi trong sấm trạng trình, người dân Việt luôn tự hào về Nguyễn Bình Khiêm, một người đã góp trí tuệ của mình cho nền văn hiến nhất là đời sống dân sinh qua việc khuyên bảo các vị vua chúa vương quyền tránh gây ra thảm cảnh đổ máu vô ích trong các âm mưu chiếm đoạt quyền vị. 2.3 Tư vấn cho nhà trịnh đối với Lê Trịnh khi vua lê trung tông mất không có con để nối ngôi trịnh kiểm định thay ngôi nhà lê để xưng vương nhưng còn sợ dư luận nên liền sai người hỏi trạng trình trạng trình không trả lời mà dẫn sứ giả ra chùa thắp hương và nói mấy năm nay mất mùa nên tìm thóc giống cũ mà gieo rồi lại bảo chú tiểu quét dọn chùa sạch sẽ và nói giữ chùa thờ phật thì ăn oản ý nói giữ là bề tôi của các vua lê thì lợi hơn hiểu ý trịnh kiểm không dám phế bỏ nhà lê mà phò tá vua Lê, để lập nghiệp chúa, sai người tìm người tôn thất nhà Lê để thuộc chi Lê lợi, đưa lên ngồi. Tức là vua Lê Anh Tồng. Nhà Trịnh mượn tiếng nhà Lê. Nhưng thực chất, nắm quyền điều hành chính sự, còn nhà Lê nhờ nhà Trịnh lo đỡ chuyện chính sự. Hai bên nương tựa lẫn nhau, tồn tại đến hơn 200 năm, vì thế mới có câu, Lê tồn Trịnh tài. hai 2.4. Cứu vãn nhà Mạc sinh thời, ông đã dùng tài lý số của mình để cứu vãn triều đình nhà Mạc. Dưới thời nhà Mạc, năm 40 tướng, ông thi đỗ trạng nguyên, vua Mạc Đăng Doanh đưa ông lên làm tả thị lang đông các học sĩ. Nhưng sau khi dâng sớ hạch tội 18 lộng thần, không được vua chấp thuận, nên ông đã cáo quan về ở ẩn. Lúc đó, đất nước đang trong giai đoạn hỗn loạn, ba triều đại cùng tồn tại. Lúc triều Mạc lâm nguy, vua Mạc sai người đến hỏi ông và ông đưa ra lời sấm cho nhà Mạc. Cao bằng tàng tại, tam đại tồn cô. Việc nhà Mạc lên Cao Bằng dựng nghiệp đã khiến cho các thế lực phong kiến các triều đại Trung Hoa khó xâm phạm nước Việt trong thời gian dài. Đất Than Uyên, tên gọi Cao Bằng ngày xưa, được người Trung Hoa đặc biệt coi trọng vì nơi đó được cho rằng có nhiều mỏ vàng dễ khai thác. 2.5, triết lý giáo dục của người thầy đào tạo ra nhiều nhân tài. Triết lý giáo dục của người thầy đào tạo ra nhiều nhân tài. Triết lý giáo dục của người thầy đào tạo ra nhiều nhân tài ngay khi đỗ trạng nguyên nguyễn bình khiêm đã dạy học học trò của ông đều là những người nổi tiếng về sau nguyễn bình khiêm giáo dục cho nhân dân và học trò rất nhiều về đạo lý làm người đạo lý ở đời sự học và cách học ông coi trọng việc giáo dục phải thực hiện được vai trò định hướng ý chí và hành động cho người học nhất là việc gắn ý chí học hành với lý tưởng cống hiến hết mình cho đất nước luôn đề cao trách nhiệm cống hiến xã hội cho rằng tác dụng cao nhất của giáo dục là cứu độ nhân thế, hướng con người trở về tịnh thiện bởi thiện là dòng dõi của giáo dục. 3. Sáu lời tiên tri nổi tiếng ứng nghiệm của trạng trình Nguyễn Bình Khiêm 3.1. Cao bằng tàng tại, tam đại tồn cô Trạng trình Nguyễn Bình Khiêm từng dùng tài lý số của mình để cứu vãn cho triều đình nhà Mạc. Được biết, khi triều Mạc lâm nguy, vua Mạc đương triều có sai người đến hỏi trạng trình, ông đã đưa ra lời sấm cho nhà mạc. Cao bằng tàng tại tam đại tồn cô. Điều này có nghĩa là nếu chạy lên cao bằng thì tồn tại ta được Quả nhiên, nhà mạc lên cao bằng và tồn tồn tại được thêm ba đời nữa. Bát hai, Hoàng Sơn nhất đái khả dĩ dung thân. Lời sấm tư vấn cho nhà trịnh. Lời sấm tư vấn cho nhà trịnh, Hoàng Sơn nhất đái khả dĩ dung thân là lời sấm Nguyễn Bình Khiêm đưa ra cho nhà Nguyễn. Nhờ đó, nhà Nguyễn mới tiến vào Nam mở rộng bờ cõi, đất nước ta mới có hình thái như bây giờ. Năm năm tám Chúa Nguyễn Hoàng thấy anh là Nguyễn Uông bị trịnh kiểm giết, thấy số phận mình nguy cấp nên đã sai người đến diện kiến trạng trình ở Am Bạch Vân xin lời sấm. Cụ trạng cầm tay sứ giả, dắt ra hòn non bộ, chỉ vào đàn kiến đang bò và nói, Hoàng Sơn nhất đái khả dĩ dung thân, có nghĩa là một giải Hoàng Sơn có thể dung thân được. Hiểu được ý đó, Nguyễn Hoàng nhờ chị xin trịnh kiểm, cho vào trấn thủ đất thuận hóa từ đèo Hải Vân trở vào. Điều này đã giúp nhà Nguyễn xây dựng nên đế chế ở phương Nam. Sau này, nhà Nguyễn đã đổi câu sấm của trạng trình thành hoành sơn nhất đái vạn đại dung thân với dụng ý sẽ giữ được cơ nghiệp mãi mãi. Bài kim ba, phải giữ được Biển Đông Nguyễn Bình Khiêm được xem là người đầu tiên nhắc đến Biển Đông Việt Nam. Trong bài thơ Cự Ngao Đới Sơn thuộc tập thơ Bạch Vân Am Thi Tập, ông viết Biển Đông vạn dặm giang tay dự, đất Việt muôn năm vững trị bình, trí những phù nguy xin gắng sức, cõi bờ xưa cũ tổ tiên mình. Câu này như lời khuyên của trạng trình với thế hệ sau, phải nắm giữ được Biển Đông thì đất nước mới thái bình, thịnh trị muôn đời. Trong bài viết Tầm nhìn chiến lược về biển đảo của trạng trình từ 500 năm trước, tác giả Nguyễn Đình Minh nhận định. Trước đây khi đề cập đến lãnh thổ, chúng ta thường nói nhiều về sông núi, đất đai, chúng ta có nói về biển, nhưng không nhiều. Biển không là trọng điểm nhấn mạnh. Nhưng từ 500 năm trước, Nguyễn Bình Khiêm đã dự báo tầm quan trọng của biển đảo dẫn đến sự tồn vong thịnh trị của cả quốc gia. Điều ấy cho thấy tầm chiến lược về bảo vệ của ông rất rộng lớn và toàn diện. Ba bù nam đàn sinh thánh vùng đất nghệ tĩnh lưu truyền những câu sấm truyền của trạng trình như Đụn sơn phân giải, bò đái thất thanh, thủy đáo lam thành, Nam đàn sinh thánh tạm dịch khi núi đụn trẻ đôi khe bò đái mất tiếng sông Lam khoét vào chân núi Lam Thành đất Nam đàn sẽ sinh ra bậc thánh nhân. Nhà sư học Ngô Đăng Lợi cho biết sau khi thực dân Pháp đàn áp tàn khốc phong trào Xô Viết nghệ tính lời bài sấm được bàn tán xôn xao người dân mong chờ một vị thánh sống xuất thế lúc đó khe bò đái nước ngừng chảy do đó người dân lại càng tin. Trong một cuộc gặp gỡ giữa cụ Phan Bội Châu và học giả Đào Duy Anh, nhà nho Trần Lê Hữu hỏi, Thưa cụ Phan, bỏ đái thất thanh nam đàn sinh thánh, chẳng phải là cụ hay sao? Phan Bội Châu đáp, Kể cái nghề cử tử xưa kia tôi cũng có tiếng thật, dân ta thường có thói trọng người văn học và gán cho người ta tiếng nọ tiếng kia. Nhưng nếu nam đàn có thánh thực, thì chính là ông Nguyễn Ái Quốc, chứ chẳng phải ai khác. 5. Khởi nghĩa Yên Bái năm 1930, Lời sấm linh ứng với cuộc khởi nghĩa Yên Bái mùng 9/30. Lời sấm linh ứng với cuộc khởi nghĩa Yên Bái mùng 9/30. Cuộc khởi nghĩa do Việt Nam Quốc dân Đảng phát động thất bại vào tháng 2 năm tháng 1930. Nhiều căn cứ địa bị Pháp đàn áp. Riêng làng Cổ Am bị 5 máy bay ném bom làm nhiều người chết. Nhà cửa bị thiêu cháy đổ nát. Ở sự kiện này, tuần báo Phụ nữ Tân Văn số 44 có đăng bài: Ông Trạng Trình có biết trước rằng làng Cổ Am của ông có ngày nay không? tác giả bài viết ngờ rằng có biết nên đã rời hết sách vở của ông vào thành hóa. Vì theo di trúc của ông thì làng cổ am không được bền vững. Đến số 48, phụ nữ Tân Văn đã đăng một bài thơ do bạn đọc gửi đến được cho là lời sấm của trạng trình. Hiu hiu gió thổi lá rung cây từ bắc sang nam đông tới tây. Cửa nhà tan tác ra cồn cát. Rừng núi ruộng nương hóa vũng lầy. Tan tác kiến kiều an đất nước. Sắc sơ cổ thụ sạch am mây. Một gió một yên ai sùng bái bảo cho hay. Khi pháp ném bom miếu thạng bị đổ, mấy tuần sau dân ra sửa sang thì phát hiện một tấm bia nhỏ có ba hàng chữ Hán. Canh niên tần phá, tuất hợi phục xanh, nhị ngũ dư bình. Người dân phán đoán canh tức là năm canh ngọ, mùng chín cơm ba mì. Còn ý tứ của hai câu sau thì vẫn đang còn nhiều tranh luận. 36. Cách mạng tháng 8 Theo một số nhà sưu tầm và nghiên cứu, cách mạng tháng 8 đã được trạng trình dự báo qua câu thơ Đầu thu gà gáy xôn xao, trăng xưa sáng tỏ soi vào thăng long. Liên quan đến sự kiện này, nhà sử học Ngô Đăng Lợi cũng sưu tầm bài thơ được cho là của trạng trình để lại. rồng nằm bể cạn dễ ai hay thì đồng thím chín bông. Rắn mới hai đầu khó chịu thay, năm tị mồm bốn mốp. Ngựa để gác yên không ai cưỡi, năm ngọ mùi chín không bốn hai. Dê khan ăn lộc ngoảnh về tây năm mùi chín bốn mai. Khi nọ bồng con ngồi khóc méo, năm thân. Gà kia xào xạc cất cánh bay, năm 45. Chó ve vẩy đuôi mừng thánh chúa, năm tuất mùng chín trăm bốn Lợn u nìn ăn no ngủ ngày, năm hợi mùng chín trăm bốn Theo nhà sử học Ngô Đăng Lợi, nếu để ý ở câu 6, gà kia xào sạc cất cánh bay, phải chăng ám chỉ việc quân Pháp bị tước khí giới, trở về nước và trả lại nên độc cho nước ta vì chữ Gaulois, người Pháp do chữ Latin Gallus có nghĩa là con gà. Theo đó, câu 6 của bài sớm ứng vào cách mạng tháng 8. Câu 7, chó ve vẩy đuôi mừng thánh chúa ứng với việc Quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bầu lãnh tụ Hồ Chí Minh làm chủ tịch nước vào năm 1946 năm Bính Tuất, đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm ở Hải Phòng. Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm ở Hải Phòng. Nguyễn Bình Khiêm là một, là một nhà quân sự tài ba, một nhà văn hóa lớn có nhiều đóng góp cho lịch sử dân tộc Việt Nam. Ngày nay, có rất nhiều con đường và trường học được đặt theo tên ông nhằm tưởng nhớ đến Bậc Thầy Vĩ Đại. Đền thơ Nguyễn Bình Khiêm được đặt tại thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Đây là nơi để tri ân những đóng góp của một danh nhân trạng trình và cũng là nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân cả nước.